Gia Việt Nam xin thông báo vì an toàn, xin quý khách lưu ý tắt điện thoại di động, máy nhắn tin, các loại máy thu phát sóng FM và các thiết bị điện tử sách tay. Tất kẻ đã bị bao vây. Bạn nào đang có nhu cầu mua ạ, thì hãy ghé thử shopbunny.vn đi chứ hả. Mà nè, ạc vừa rẻ lại vừa ngon. Đặc biệt còn có rất là nhiều chương trình ưu đãi dành cho bà con, điển hình như mua 1 tặng 1 và tính tiền 2 nha. Xuống xe dẫn bộ giùm em đi anh. Chỗ người ta mừng clip mà anh nẹt bô hoài luôn á. Anh kỳ quá. Gì ông nội? Bà nói vậy mày chưa thấy người ta nhảy viên đạn lợn hay gì? Thằng này nhiều chuyện dễ sợ luôn bà con. Nhà báo Việt luôn không ra gặp ham. Nói chứ âm thanh này nó cũng hơi vang đó. Bà con đừng có nghĩ là tôi chui vô toilet tôi làm clip nghe. Không có đâu. Hôm qua thông báo rồi mừ. Về quê bà con. Cho nên là cái phòng dưới quê á, nó không giống ở trên Sài Gòn. Nó hơi vang chút xíu. Bà con thông cảm ha. Thôi giờ bỏ chuyện đó qua bên đi nè. Còn bây giờ là hello. Chào xin tất cả bà con, cô bạch, anh chị em, cô dì, chú thím ha, đã ghé xem cái kênh YouTube Funny Tụi Mình Thì Gì của em nha. Lâu lắm rồi. Chữ gì ta? Ông trọc. Tôi hiểu rồi đó. Tôi hiểu rồi đó bà con. Chơi mà chơi chửi. Thanh niên chơi mà chơi chửi. Chửi cái quần đuôi. Bớt chữ nghe không? Ta đấm nè, ta ngắt nè, ta nhéo nè, bọp tay nè, rớt này nè, đậu xanh mày nè, chữ bớt ủ luôn đi. Chị kia bớt thả bấm luôn đi chị. Anh xịt dách bớt dí luôn đi nè. Cho bớt xả kêu luôn đi. Chợ tứ lung tung hết mọi người. Hắc máp, hắc cái quần đùi gì trời. Trời ơi đậu xanh mày nói thiệt chứ. Hôm qua tao quánh live stream tao thua lía luôn đó. Tao hắc máp cái quần đùi gì. Có hắc ốc chó thì có nha bà con. Hát đâu anh ơi, không có hát gì. Ê, tôi nè, anh, thôi nè, thôi mà, cái sao vậy, thôi cái gì vậy, sao vậy, cây cú đúng không nè, lấy bùa lại đi anh, em năn nỉ luôn á, thôi mà em giỡn anh, em giỡn đó. Ủa đậu xanh rau má, nó xém tí là phòng một pha chi ngu lấy tiếng rồi bà con. À, không biết là bà con có để ý hay không ha, chứ khoảng thời gian cũng gọi là a long time á bà con, lâu lắm luôn rồi, không có làm clip bị tướng nắc rốt nha. Rồi bữa giờ toàn là mừng những vị tướng khác không à. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với lại cái vị tướng Canet Rock nha bà con nha. Cùng với lại một cái bu đồ mà mình nghĩ là nó sẽ rất là thích hợp khi mà các bạn đối đầu với lại những vị tướng gọi là xạ thủ nha. Còn bây giờ là nhà có thỏ không bắt ơi. Ôi trời. Ủa sao đường nó không đép mắt mớ gì, mắt ông mớ cha gì mày qua đây mày đép vậy. Trời nhà bao việc luôn qua đây chứ không ai support chạy đây đép luôn mọi người. Này rảnh thực sự luôn á, thôi bỏ đi nhỉ mày. Tao bỏ đi nè, thôi bỏ đi em. Được rồi, xong rồi bà con. Rồi, anh sẽ nhắn với má em, xưng này em không về. Nó đi quá tiễn luôn bà con. Nhà anh ta mà vô bị ghê gớm chi vậy. Rồi bây giờ bàn chải một nơi, cái bụng nằm một nơi luôn. Nói chung là rảnh bụng á bà con. Ok, thôi bây giờ chúng ta sẽ mừng những gì tiếp theo rồi các bạn ơi. Ăn xong cái bùa xanh này, mình sẽ ăn cái con quái kế bên. Rồi sau đó mình sẽ lên mình kiếm máu với lại thằng đá xì nha. Tại sao nè, nó mới vừa giết gấu cuốn. Gấu cuốn là nhiễm á bà con. Mình phải gọi là cho nó thọt lại ha. Mình không cho nó farm free vậy được. Nó mới vừa giết một mạng mà. Bà con để cho nó farm free nữa, nó hồi nó mạnh lên. Rồi lấy cái quần đùi gì quýnh bà con. Lên răng đó là cũng hơi mệt mỏi rồi nhen. Thì bây giờ là chắc là mình sẽ chọn mục tiêu đó chính là con dơi nè. Để cái bùa của con dơi này nó sẽ giúp cho mình được hồi máu. Cũng như là được tăng tốc độ gì. À thôi bỏ đi nè. Gì đâu căng anh. Em thấy là anh mất bình tĩnh rồi nha. Anh thích chơi không? Rồi anh thích chơi không? Chơi mình anh đi. Né bà con. Để không đi chích cho cái nữa là đậu xanh đó. Mất cây lềm á. Cây lềm nó quan trọng lắm nha bà con. Cho nên là bà con đừng có ỷ y nha. Mình thấy là nhiều bạn rất là ỷ y luôn. Trong đó có tôi luôn á. Bu mày còn cây lềm. Bu mày còn cây lềm. Hổ báo cho mắm vô vô. Có nhiều bạn ha. Mới có 3 phút
3 phút 5 giây, 3 phút 10, 15 giây, bay luôn cái liềm. Bà con đừng có chơi cái kiểu chơi bấy vậy nha. Có, chúng ta nên giữ, mất, không có tìm lại được đâu à nghe. Rồi ok, bây giờ là lấy cái trụ của con đá xì luôn. Rồi sau đó, ôi, tưởng về ghen rồi chứ. Trụ thanh niên cứng của năm nè bà con, chàng trai vàng trong làng chơi bấy nè. Ô, đi qua tiễn đi ba. Bộ đậu camera mày làm cái giọng cha mày với tao. Cây không, thôi bỏ đi nè. Thôi nè, thôi nè chị, thôi bớt thả bấm giùm em luôn nè. Bớt luôn nè chị ơi, bớt bỏ đi mà. Tôi định ăn hôi nữa trời. Tôi định ra nó ăn hôi bà con. Ok, thôi bây giờ chúng ta sẽ mừng những gì tiếp theo nè các bạn ơi. Một câu nói rất ư là quen thuộc ha. Bây giờ farm thống bùa xanh này, rồi sẽ qua khu vực bùa đỏ của mình. Rồi sau đó mình sẽ xuống khu vực của chị Bảy. Mình hỗ trợ cho chị Bảy ép len của người ta được hơn nữa, thì bứng móng cái trụ của con cà xì lúp dách luôn, chơi cho nó dễ nha. Còn ở khu vực phía trên thì mình đã hoàn thành trách nhiệm rồi. Mình đã giúp cho ai hi cà du ca béo hay còn gọi là nhím ốc tà ró, nó lấy được cái trụ của người ta. Rồi xong anh Tơ rồi. Và đây là anh Tơ chuyên nắm quần nắm áo người ta là đây. Anh Tơ rảnh củ tỏi, anh Tơ đang hóng, anh Tơ đang lia map, anh Tơ đang gọi là coi map, anh Tơ đang coi du quýnh. Nói chung là anh Tơ đang đếm số đó mọi người. Anh Tơ đang rất ư là bực bội, anh Tơ đang chửi và rồi anh Tơ đang hóng tôi luôn. Và tôi sẽ đi cùng anh Tơ và tôi may mắn tôi chạy được, tôi mất cây lềm luôn. Đậu xanh rau má, ăn cơm no lo chuyện bao đồng. Bình luận cho anh Tơ, xong tôi mất cây lềm luôn, ú vô ô. Cái gì mà gần gần hoại ta. Trời, nó quýnh đồng bọn mình kìa. Mình người đồng minh chân chính mà sao mình ngó lơ được đúng không bà con. Mình phải chạy ra mình vét mạng chứ, phải ra ăn hôi chứ. Rồi xong, chạy đâu. Trời ơi Tơ ơi là Tơ, khỏi chạy luôn anh. Bông, ảnh nằm im ru luôn bà con. Nằm im ru luôn. Vô tình lụm được cái bùa xanh luôn. Ta nói nó phe mà nó đẻ, nó đẻ mà nó phe. Úi giời ơi, lụm thêm được cái bùa đỏ luôn nè. Tao nói nó lại nó đẻ và nó phe. Trời ơi, nó phe mà nó đẻ. Thì thôi nhé luôn nha mọi người nha. Sao tự nhiên tôi thấy lo cho thằng Mu quá. Mu đừng đi rát đó bà con. Hồi nãy giờ đầu game giờ tôi thấy là nó ức chế, lại nó bực bội cay èn cú lắm luôn rồi đó. Mất bùa xanh xong giờ ra bùa đỏ thêm cóp. Trời ơi, không biết cảm giác lúc ấy sẽ ra sao ha. Cảm giác lúc ấy như thế nào. Cứ bào lía hết bùa đi bà con, chơi cho nó dễ. Trời ơi, mày chạy hả? Chạy, tao thập cỏ luôn bà con ơi. Ôi không sao ha, thua kèo này tao bày kèo khác chứ chuyện đâu cắn nè. Ba cái đồ quỷ này, cà khẽ nó. Ôi chạy. Ôi ủi gì vậy ba? Mày làm gì vậy? Ủa nghe bực bội nè. Ôi giời, có khi nào là xong trận đấu này đồ đá xì đồ rồi then đồ mu rừng đi rát rồi nắm tay nhau qua kiếm anh Tân Dôi luôn ta. Thôi nhưng mà thôi nói sao đi nè, mình thấy là nó cây cú rồi đó, cho nên là mình thừa nước đục mình thả câu luôn ha. Mình cà khịa tiếp luôn bà con. Để mình mới nghe giang hồ đồn là cà khịa ít thì vui, cà khịa nhiều quá đậu xanh nó vùi cui vô mồm. Ủa rồi ôi, cái ông cú nội nào bữa đó comment trong cái clip của tôi á, mà clip nào tôi quên mất tiêu rồi. Clip đó tôi cũng cà khịa người ta dữ lắm á. Rồi ổng comment vậy bà con, rồi nay tôi thực lại thôi, câu đó của người ta nha chứ không phải của tôi. Nói sầu nè bà con, đừng la lớn nó chạy mất tiêu bà con hiểu không. Nó làm tôi cũng thấy vậy á. Mọi người ơi, đây là cái bộ phù hiệu của mình nha. Thì ở khu vực nhanh chính á, mình chọn thế lực là vực hổng mang nha. Phù hiệu cấp 3 vẫn là ma tính mọi người. Rồi ở hai nhánh phụ đều là thành khởi nguyên nha. Nội tài của cái liềm đột mệnh và thợ săn. Thì đây là bộ phù hiệu. Thì bây giờ xin phép bà con mình lối luôn về cái vấn đề đổi là bu ngọc và bu đồ luôn nha. Bu đồ ngày hôm nay là nó hơi bị đẻ luôn đó. Đối đầu với những vị tướng xạ thủ bà con là dùng bu đồ này là hơi bị phe à nhen. Thì nói chung là nói bu đồ trước nha bà con. Ủa lộn, bu ngọc trước nha. Ở thì ngọc đỏ mình sử dụng là 5 viên công lý xiên giáp, 5 viên tốc đánh tỷ lệ chỉ mạng nè. Còn ngọc tím á, là mình dùng 7 viên hút máu, 3 viên tốc đánh tốc chạy. Ngọc xanh là 10 viên công lý và xiên giáp. Và đây là bu ngọc mà mình sử dụng cho vị tướng ngắt đốt trong trận đấu ngày hôm nay ha. Còn tiếp theo là vấn đề bu đồ nè. Thôi chắc nói sao đi, để mình lên mình kêu anh Mu trả bùa cho mình chứ ảnh ăn bùa đó bà con. Bùa của ai mà anh ăn như thiệt vậy anh? Thôi trả bùa cho em đi nè, trả đi mà năn nỉ luôn á. Này chắc bực bội lắm bà con. Ừ, chuyện của nó à, đừng quan tâm tới. Ai đón kè, nghe đầu đầy thất thanh luôn á. Thằng chó. Chữ cái quần đùi gì. Bùa của ai mà cầm. Đậu xanh nó cầm cái bùa chưa kịp nóng đít nữa là tôi lấy lại rồi bà con. Ôi chơi kiểu này chắc còn nó cắn lử quá.
hoặc là nó qua nó kiếm anh Tân Dôi. Mà nó kiếm anh Tân Dôi là nó không có mua điện thoại đâu nha. Nó hỏi info, nó hỏi cái mà gọi là profile gì của cái thằng mà gọi là cầm nick chơi bà con. Cái thằng mà cầm cái nick chơi trận này nè, nó chắc nó kiếm tôi á. Đâu, gì nữa đây? Thôi nha, em không có nhu cầu bà co nha, em không có muốn quýnh lộn nha. Mấy anh đừng ép em nha, em nói thôi rồi mà. Mấy anh sao vậy? Mấy anh chơi bẫy đúng không? Rồi em xuống xác với mấy anh luôn nè. Tức là quốc, tức là chơi, tức là đập, tức là xuống xác. Chứ không là cắm đầu chạy đi, chạy không được chết luôn mọi người. Chạy không được thì đi qua tiễn luôn chứ làm sao. Đậu xanh anh mu, anh ẻo anh chém cái. Tôi đếm số rồi mọi người. Cây liềm ở đâu cứu tôi? Hết rồi bà con ơi. Thôi bây giờ tranh thủ là chúng ta còn đếm số thì chúng ta nói vấn đề bu đồ ha. Ở thì cái số đầu tiên mình chọn đó chính là kỳ kiểm cu hồn. Cái số thứ hai là đôi giày kiên cường để mình lấy 35% kháng hiệu ứng nè. Cái số thứ ba là cây thương xuyên phà để mình lấy một cái lượng đam to nha. Rồi cái số thứ tư là phức hợp kiểm nè. Cái số thứ năm đúng là cái khiên thất truyền, nhưng mà mình không lên hoàn chỉnh, mình chỉ lên nửa món thôi, có tên là giáp hiệp sĩ nha. Cái giáp hiệp sĩ này nó sẽ giúp cho các bạn có được hình như là hơn 200 giáp, cũng như là cái nội tại của nó rất là hay luôn. Khi mà đồng địch nào như mấy xạ thủ á, nó đánh vào cái bàn, nó sẽ bị giảm tốc độ đánh của nó nha, giảm xuống như là 30% đó. Bà con thấy phe không? Bà con thấy đẻ không? Thấy nhức nách không? Nhức nách thì chơi thử đi nè. Rồi sau đó qua cái shop cúng cùi lên cho mình là cái thánh kiếm nha. Lên thánh kiếm thành công xong, bà con quay về cái số thứ năm. Nếu bà con thích thì bà con lên thẳng luôn là cái khiên thất truyền, còn không thích bà con bán nó đi, bà con lên cho mình đó chính là giáp hộ mệnh nha. Bu đồ này chơi rất là phe, rất là đẻ luôn, bà con chơi thử đi nè, biết đâu được nó lại thích hợp với cái kỹ năng và cái chiến thuật của bà con rồi sao. Đúng không anh Mu? Đúng không nè? À, với lại là nếu như mà nãy giờ bà con xem clip của mình mà bà con cảm thấy là cái clip của mình nó vui, nó hài, nó ý nghĩa, nó mang cái tiếng cười sảng khoái cho bà con khi bà con xem, cũng như là bà con yêu mến yêu quý mình, thì bà con nhớ nha, cho mình xin một nút đăng ký kênh nè, cũng như là một like và một comment ha, với lại một lượt chia sẻ luôn. Mình chân thành cảm ơn bà con rất là nhiều ha. Còn bây giờ thì cái clip của mình có lẽ sẽ kết thúc tại đây rồi. Mình chân thành cảm ơn bà con rất là nhiều nha, vì nãy giờ bà con đã dành thời gian quý báu ra ngồi xem clip ủng hộ mình nè. Chân thành cảm ơn bà con rất là nhiều luôn. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại bà con ở cái clip tiếp theo vào ngày mai. Bye bye. Hu, xin chào tất cả bà con nha. Hy vọng là bà con đừng có tua nè. Ở thì đây là cái fanpage của anh Tân Voi nha. Bạn nào mà đang có nhu cầu tìm mua một cái iPhone chính hãng, cũng như là tất cả những mặt hàng của Apple, trái táo mà bị cạp với bà con, thì bà con hãy đến với lại shop của anh Tân Voi ha. Ở thì hiện tại là shop của anh Tân Voi đang có cái dịch vụ gọi là trả góp không đồng nha. Bà con chỉ qua cần làm giấy tờ thôi là lụm cái máy về luôn, không trả cắt xu nào luôn bà con. Rồi từ từ chúng ta trả góp sao ha. À với lại là bà con đừng có vào nhầm cái fanpage của người khác nha. Rất là nhiều người đang giả mạo anh Tân Voi đó. Bây giờ mình sẽ lít vô nè. Ở thì hiện tại fanpage của anh Tân Voi đang có 9.003 người theo dõi, cũng như là 7.679 người thích nội dung này. Bà con nhớ nha, để không bà con lại follow nhầm cái fanpage giả mạo là xong luôn đó. Bạn nào mà đang có nhu cầu tìm mua cái iPhone chính hãng như là 6 lết, 7 lết, 8 lết, rồi tùm lum lết, rồi Romat này nọ đó, và cũng như bạn bè của bà con có nhu cầu tìm mua iPhone thì bà con nhớ giới thiệu đến shop Quynh Tân Voi nha. Còn về cái vấn đề mà điện thoại anh Tân Voi bán có chất lượng hay không, bà con yên tâm đi, bao thợ test nha bà con nha. Còn về cái vấn đề mà điện thoại của anh Tân Voi nó có chất lượng hay không á, thì các bạn hãy yên tâm ha, anh có một cái cửa hàng tại quận 3 luôn, ngay tại mặt tiền đường Trần Văn Đan các bạn ơi.